Xin chào các quý khách hàng thân thiết của hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung. Chúng ta đang bước sang một trạng thái bình thường mới, sống chung với Covid-19. Và trong khoảng thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những chia sẻ cũng như là những băn khoăn của chị em phụ nữ gửi về cho hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung. Và đa số trong số những câu hỏi đó thì là từ những người mẹ này, những người vợ, những người phụ nữ. Bởi vì có lẽ là họ chính là những người nắm giữ chùm chìa khóa cho sức khỏe, cho sự bình an của cả gia đình. Và ngày hôm nay thì hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung có mang tới quý vị một chuỗi tọa đàm liên quan đến chủ đề Covid-19 với các chị em phụ nữ. Và chủ đề đầu tiên chúng ta đã tìm hiểu về Covid-19 và những điều phụ nữ cần nắm lòng trong trạng thái bình thường mới. Và chủ đề này thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ các quý khách hàng gửi về cho thẩm mỹ viện Ngọc Dung. Và nếu như quý khách hàng có lỡ bỏ lỡ tọa đàm này thì hãy cùng tìm lại trên fanpage của thẩm mỹ viện Ngọc Dung để xem lại và cập nhật những kiến thức, những kỹ năng để có thể sống chung với Covid-19 một cách an toàn nhất. Và buổi tọa đàm thứ hai ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chủ đề phụ nữ mang thai và cách tự bảo vệ không phải ai cũng biết. Và nếu quý khách hàng có những thắc mắc hay băn khoăn gì thì hãy gửi về cho hòm thư của chúng tôi theo cách ở trên màn hình. Và buổi tọa đàm ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chủ đề phụ nữ mang thai và cách tự bảo vệ không phải ai cũng biết. Và buổi tọa đàm thứ 3 sẽ về chủ đề mẹ an toàn, con khỏe mạnh trong trạng thái bình thường mới. Và chuỗi tọa đàm sống bình thường mới cùng Covid-19 nằm trong chuỗi chiến dịch Ngọc Dung bật xanh, sống tích cực và vượt nỗi lo nhằm giúp cho các chị em phụ nữ có thêm những lá chắn an toàn hơn trong công tác phòng chống dịch và tái thiết cuộc sống mới. An toàn hơn, chủ động hơn, hiểu biết rõ ràng hơn. Và rất hân hạnh ngày hôm nay, chuỗi tọa đàm lại được có sự đồng hành của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế và cũng là người đã xây dựng nên quy trình dịch tễ phòng Covid-19 cho toàn hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung ạ. Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ ạ. Vâng ạ, lời đầu tiên thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ hãy gửi lời chào tới các khách hàng thân thiết của thẩm mỹ viện Ngọc Dung được không ạ? Vâng, xin kính chào tất cả các khách hàng thân thiết của thẩm mỹ viện Ngọc Dung, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Và tôi cũng muốn nhắc lại một cái thông điệp rằng là muốn đẹp trước tiên là phải khỏe. Dạ vâng, đấy là một thông điệp mà Phó Giáo sư Tiến sĩ trong buổi tọa đàm nào cũng rất là đề cao đúng không ạ? Và buổi tọa đàm đầu tiên thì khi chúng ta nói về những cách phòng Covid-19 và chị em phụ nữ cần phải lưu ý những điều gì thì đã nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với chủ đề thứ hai. Và hy vọng là chủ đề ngày hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ cũng sẽ chia sẻ thật là tâm huyết để cho chị em phụ nữ lại có những phản hồi tích cực để chúng ta có động lực để làm tiếp chuỗi tọa đàm thứ ba được không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề phụ nữ mang thai và cách tự bảo vệ không phải ai cũng biết. Phụ nữ mang thai và cách tự bảo vệ không phải ai cũng biết là một đề tài nóng và được rất nhiều các chị em phụ nữ có gia đình đã gửi về cho thẩm mỹ viện Ngọc Dung trong thời gian vừa qua. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nguy hiểm khi phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 và cách tự bảo vệ trong trạng thái bình thường mới. Thưa Phó Giáo sư, trong thời gian vừa qua thì thẩm mỹ viện đã có rất nhiều những câu hỏi liên quan tới chủ đề này. Và để xoay quanh chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Đó là phụ nữ mang thai hoặc là sau khi sinh chưa được tiêm vaccine thì nguy cơ lây nhiễm Covid-19 sẽ thế nào ạ? Thì các bạn biết đấy, Covid-19 thì không trừ một ai. Thế và tất nhiên thì phụ nữ mang thai hoặc là phụ nữ cho con bú v.v. thì đều có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2, nghĩa là mắc Covid-19 như nhiều người khác nếu như chúng ta không thực hiện tốt cái biện pháp phòng bệnh. Thế còn ấy là nếu như mà nhiễm thì nó cũng có những cái vấn đề phức tạp hơn, bởi vì các bạn biết là muốn con khỏe thì mẹ phải khỏe, mà phụ nữ đang mang thai như vậy mà mẹ bị bệnh thì chắc chắn rằng ảnh hưởng tới thai nhi. Và các bạn cũng đã xem cái phim Ranh Giới ở trên VTV1, các bạn biết bệnh viện Hùng Vương đã cấp cứu, đã giúp đỡ, đã chạy cho rất nhiều những bà mẹ
mang thai rồi đẻ khi mà bị nhiễm Covid-19. Nên là tôi cho rằng là cái việc phòng bệnh đối với con người nói chung, đối với phụ nữ nói riêng, và đặc biệt đối với những trường hợp mà đang có thai là hết sức quan trọng, hết sức cần thiết để mà làm sao chúng ta lo cho mẹ khỏe, tôi nói lại là con khỏe, thì chúng ta mới có những cái cuộc chuyển dạ, cái cuộc vượt cản nó đảm bảo. Thế còn nếu như mà lại vượt cản cái lúc mà chúng ta lại đang mắc Covid-19 thì quả thực là quá nguy hiểm. Vậy thì với đối tượng phụ nữ mang thai hoặc là sau khi sinh đã được tiêm vaccine thì nguy cơ nhiễm bệnh có thấp hơn hay không? Chắc chắn rằng là tiêm vaccine nguy cơ nhiễm bệnh có thấp hơn. Nhưng tôi muốn nói lại, nó cũng như con người khác, là cái việc tiêm vaccine không phải bảo vệ được triệt đề 100%. Nghĩa là bạn tiêm vaccine rồi, bạn không mắc. Và bạn cũng có thể mắc, nhưng nó nhẹ hơn. Và tất nhiên là nó nhẹ hơn thì nó cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, sức khỏe của con bạn. Trong bụng của mình nó phức tạp hơn. Và các bạn cũng biết rằng cái giai đoạn đầu của dịch thì cái vaccine chưa có chỉ định cho phụ nữ có thai, nhưng bây giờ thì đã có những cái chỉ định cho phụ nữ mang thai, nghĩa là từ 13 tuần trở lên là chúng ta có thể tiêm được cho phụ nữ có thai. Bởi vì rằng người ta cũng lo ngại rằng nếu như mà tiêm cho cái độ tuổi thai mà dưới 13 tuần, là các bạn biết rằng là cái lúc đó đang cơ thể đang hình thành, và đặc biệt mọi những cái định hình cho cái sức khỏe của thai nhi về sau là nó rất quan trọng trong cái thai kỳ dưới 13 tuần đó. Nên ấy, người ta muốn rằng là tiêm từ 13 tuần trở lên. Vậy thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ, phụ nữ mang thai khi nhiễm Covid-19 thì thường có những biểu hiện cụ thể nào có khác so với những người bình thường không ạ? Cho rằng thì khi mà phụ nữ mang thai thì nó có cái diễn biến phức tạp hơn. Ví dụ như những cái mà suy hô hấp, nó thiếu oxy thì nó gây thiếu oxy của cho cả con. Và nó có những cái diễn biến ảnh hưởng tới cái thai nhi. Nhưng mà rõ ràng rằng là sức khỏe của mẹ cũng có những cái ảnh hưởng, một lúc là người ta phải đảm bảo cho cả cái sức chống đỡ cho cả bệnh tật của mẹ và mẹ con. Thì đấy là những cái mà nó rất là quan trọng. Hoặc là thở cũng thế, các bạn biết rằng là thở nó phụ thuộc vào cơ quan. Khi mà chúng ta mang bầu ấy, thì bụng nó to lên. Mà đặc biệt là cái yếu tố liên quan đến Covid-19 là yếu tố khó thở. Nó cũng có những tác động, và còn nhiều những cái tác động trong cái chuyển hóa nữa. Ví dụ như bà mẹ mang thai nào mà bị có dấu hiệu tiền sản giật, bị đường huyết cao, hoặc một số những cái bệnh huyết áp cao vân vân, thì nó lại kéo theo những cái bệnh đó với cái việc mà Covid-19. Và thì đấy là những cái mà chúng ta cũng phải hết sức để ý. Dạ thưa ông, nếu như mà thai phụ bị nhiễm Covid-19 thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thai kỳ đúng không ạ? Vậy thì bác có thể nói kỹ hơn về vấn đề này không ạ? Trước tiên tôi muốn nói rằng là người có thai mà nhiễm Covid-19 thì chắc chắn là những cái triệu chứng nó phức tạp hơn như tôi vừa nói rồi. Phần trên là ảnh hưởng tới cả con, cả mẹ. Mà nếu mà nhiễm vào trong cái giai đoạn đầu ấy, dưới 13 tuần ấy, thì đến lúc đó thai nhi đang hình thành và nó cũng có những cái biến đổi. Mà nếu như nó có ảnh hưởng tới sự biến đổi, cái sự định hình phát triển sức khỏe của thai nhi, cũng như là các cái ảnh hưởng đến sức khỏe, hình thành cái việc phát triển của trẻ sau này, thì nó có những ảnh hưởng. Thế còn về những vấn đề liên quan tới sảy thai, liên quan tới các dị tật bẩm sinh thì hiện nay nó quá mới, Covid-19 quá mới, người ta cũng chưa có những
đánh giá những cái chứng minh cụ thể. Thế còn ví dụ như là liên quan tới những cái lúc mà thai ly nó lớn rồi, mà nhất là những cái lúc mà mình sinh chẳng hạn, thì mà chúng ta mắc Covid-19 chắc chắn quá ảnh hưởng. Ví dụ như là vấn đề thiếu oxy cho bé, mẹ đã khó thở, thì rồi vấn đề ảnh hưởng tới nhiều những cái chuyển hóa của mẹ, chắc chắn nó có phải ảnh hưởng con. Còn hiện nay thì người ta chưa thấy cái việc mà chuyển Covid-19 từ mẹ sang con. Dạ vâng ạ, trên đó là những thông tin cũng là những thắc mắc của những khán giả đã gửi về cho Thẩm mỹ viện Ngọc Dung trong thời gian vừa qua. Và ngay khi mà quý khách hàng đang theo dõi livestream thì cũng có thể để lại những thắc mắc, để chút nữa thì Phó Giáo sư Tiến sĩ cũng sẽ hỗ trợ mình để giải đáp cũng như hiểu rõ hơn ạ. Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ, thì được biết là rất nhiều phụ nữ có thai hiện nay vẫn đang đặt không ít câu hỏi về việc rằng là họ có nên tiêm vaccine trong quãng thời gian mà mang thai kỳ hay không. Và vậy thì theo bác là tiêm vaccine có gây ra những di chứng nguy hiểm nào cho thai phụ cũng như là thai kỳ hay không ạ? Các bạn biết trong giai đoạn đầu ấy, do chưa có những cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đối với phụ nữ có thai thì người ta chưa tiêm vaccine cho phụ nữ có thai. Nhưng mà hiện nay thì đã có những cái chỉ định, có những vaccine tiêm cho phụ nữ có thai, và người ta cho rằng là rất cần tiêm. Bởi vì khi phụ nữ có thai mà nhiễm Covid-19 nó có những ảnh hưởng phức tạp như tôi nói ở phần trên. Nhưng cái việc tiêm vaccine ấy, phải tiêm sau 13 tuần. Bởi vì cái thời gian thai kỳ trong trước 13 tuần đấy là cái thời kỳ mà tôi muốn nói lại, nó đang định hình những cái sự phát triển của thai nhi, là định hình cái sự phát triển của trẻ, của bé sau này, và cũng như là của người trưởng thành sau này. Nên là người ta tiến hành tiêm khi mà phụ nữ được trên 13 tuần. Nghĩa là chúng ta tiêm sau quãng thời gian là 13 tuần thì sẽ không xảy ra những di chứng nguy hiểm nào cho thai kỳ đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vậy nếu phụ nữ mang thai cũng như là sau khi sinh thì có nên đi khám định kỳ trong giai đoạn này không? Bởi vì chắc là nhiều người cũng đang nghĩ rằng là trong cái thời kỳ dịch Covid-19 đang diễn ra khá là phức tạp thì họ cũng phải bảo toàn sức khỏe cho mình cũng như là con của mình, nên họ ngại đi ra ngoài cũng như là đến những cái nơi ví dụ như là đông người, ví dụ bệnh viện, thì họ có đặt câu hỏi là họ có nên duy trì cái khám định kỳ trong quãng thời gian này hay không ạ? Đây là cái vấn đề là không phải chỉ của vấn đề người mang thai mà của cả vấn đề về sức khỏe của y tế. Người ta rất lo ngại trong cái thời gian dịch Covid-19 mà nhiều người có bệnh mà không đi đến bệnh viện để không được can thiệp y tế kịp thời. Miễn là ta đến cơ sở nào và cách phòng bệnh của chúng ta như thế nào để sao cho chúng ta không bị nhiễm Covid-19. Các bạn biết rằng nhiều người bị đột quỵ bởi vì tăng huyết áp không đi khám định kỳ. Nhiều người bị tiểu đường mà không biết, khi mà đến khám thì đã rất là gây biến chứng rồi. Thế thì tôi khuyên rằng là những người, các bạn phụ nữ mà mang thai càng cần biết, càng cần phải đi khám định kỳ. Và đặc biệt trong những cái thời kỳ đó có những cái triệu chứng gì bất thường, chúng ta cần phải đến. Và Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo các cái cơ sở khám bệnh phải đảm bảo cái việc phòng chống Covid-19. Và các bạn cũng cần phải có những cái yếu tố, cái biện pháp dự phòng Covid-19 để mình khỏi bị nhiễm SARS-CoV-2. Và quan trọng nhất vẫn là 5K. Dạ vâng ạ. Điều quan trọng chúng ta vẫn cần phải duy trì cái khám định kỳ, và quan trọng nhất là ý thức phòng chống dịch bệnh đúng không ạ? Và liệu có an toàn không khi mà thai phụ sinh con ở một bệnh viện đang điều trị những bệnh nhân bị Covid-19, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ? Cái việc mà phòng bệnh cho bất kỳ một cái bệnh nhân nào đối với cái bệnh viện Covid-19 thì đều phải được Bộ Y tế triển khai rất là nghiêm ngặt. Cái thứ nhất ấy là nếu một cái bệnh viện bình thường, tôi cho bệnh viện sản bình thường chẳng hạn, thì người ta phải có những biện pháp để phòng, để xét nghiệm, để phát hiện, khai báo y tế vân vân, để mà đánh giá những cái người mà đến đó mà chả may là họ bị F0 thì cần phải được có cái cơ sở mà điều trị riêng, cơ sở đẻ riêng chẳng hạn,
Thế thì như vậy thì cái, còn nếu như mà bạn bị COVID-19 thì cũng đến một cái cơ sở, người ta cũng là để phục vụ cho vấn đề sinh đẻ, nhưng cũng phải có cái quy định riêng về những cái người mà thai phụ đã nhiễm COVID-19 như bệnh viện Hùng Vương trong thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thì đấy là cái việc mà rất là nghiêm ngặt trong cái việc mà phòng chống COVID-19 đối với bệnh nhân nói chung, trong đó có những cái phụ nữ mà sinh đẻ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ, ông có thể chia sẻ thêm về những phương pháp phòng tránh hiệu quả đối với những thai phụ được không ạ? Tôi muốn nói rằng là khi mà thai phụ đang mang thai thì những COVID-19 nó có phức tạp, không phải chỉ ảnh hưởng cho mẹ mà ảnh hưởng cả cho bé, cho cái thai. Thì chúng ta phải đề phòng, càng hạn chế cái việc mà chúng ta bị nhiễm thì càng tốt. Tất nhiên là không phải 100% phụ nữ nào mà mang thai cũng đều không mắc COVID-19. Ngoài cái việc thực hiện 5K thì chúng tôi nghĩ rằng là trong thời kỳ mang thai, nếu một bạn mà không phải những cái đi tiếp xúc thì chúng ta rất hạn chế cái việc đi tiếp xúc với những cái người khác, bởi vì nhỡ những người khác người ta là F0 thì sao. Thế rồi là vấn đề ăn uống, nâng cao thể chất. Thế rồi là vấn đề mà khi bạn có dấu hiệu nghi ngờ thì bạn cần phải có cái đến cơ sở y tế sớm hoặc là khai báo y tế sớm để phát hiện. Giả sử bạn có nhiễm COVID-19 thì người ta có cái yếu tố phòng bệnh cho bạn, điều trị ngay sớm thì không bị những cái tiến triển nặng. Mà không bị tiến triển nặng thì không ảnh hưởng tới mẹ, thì cũng không ảnh hưởng tới con. Thì đấy là những cái điều mà tôi cho rằng hết sức cần thiết. Nghĩa là chúng ta mang thai thì chúng ta cần giữ gìn hơn những cái người bình thường. Chúng ta cần phải cẩn thận hơn, bởi vì trong chúng ta không chỉ là một sinh mạng mà có cả con của mình nữa. Nghĩa là chúng ta cần phải cẩn thận gấp đôi so với những người bình thường, thưa quý vị. Và trên đó là những câu hỏi chúng tôi đã nhận được trước đó khi các chị em phụ nữ gửi về cho Thẩm mỹ viện Ngọc Dung. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ tương tác cũng như trả lời trực tiếp những câu hỏi mà quý khách hàng đang theo dõi livestream để lại ngay trên video này ạ. Xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng thân thiết của Thẩm mỹ viện Ngọc Dung đã tương tác cũng như là đã bình luận, để lại bình luận cũng như thắc mắc của mình tại livestream của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Và ngay bây giờ thì xin phiền Phó Giáo sư Tiến sĩ sẽ giúp Thẩm mỹ viện Ngọc Dung trả lời trực tiếp những câu hỏi này. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ, phụ nữ vừa sinh xong và vừa tiêm vaccine thì có thể cho con bú được không ạ? Cái trước tiên ấy, thì người ta cũng chưa có cái thấy rằng là cái việc mà COVID-19 lây qua đường sữa mẹ. Đó. Và cái việc mà cho con bú sớm lại vô cùng cần thiết để cho trẻ có được những cái miễn dịch ngay từ đầu, để không những là mắc COVID-19 chẳng hạn và kể cả mắc các cái bệnh truyền nhiễm khác. Nên tôi cho rằng là các bà mẹ rất cần cho con bú. Đây là một câu hỏi rất nhiều chị em phụ nữ để lại tại comment luôn ạ. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể cho biết là COVID-19 có nhiễm qua việc cho trẻ bú sữa mẹ hay không? Thì như vừa nãy Phó Giáo sư Tiến sĩ cũng đã chia sẻ, đó là không lây, chưa có những xét nghiệm hoặc những chứng minh nào đó là COVID-19 sẽ nhiễm qua đường sữa mẹ. Nhưng Phó Giáo sư Tiến sĩ hãy chia sẻ kỹ hơn để chị em đỡ lo lắng được không ạ? Tôi cho rằng đấy là cái mà không lây qua đường sữa mẹ nên phải cho bú. Nhưng mà cái việc mà vấn đề vệ sinh ấy, để mẹ không bị nhiễm COVID-19 thì con cũng không, thì nó không lây qua cái con đường khác, ví dụ như là con đường tay chân ấy. Thế mà chắc chắn rằng là cái trẻ sơ sinh thì nhiễm COVID-19 nó cũng hiếm. Nhưng mà điểm cái điểm thứ hai, giả sử mẹ mà bị nhiễm COVID-19 vẫn cần phải cho con bú, nhưng mình thực hiện các cái biện pháp phòng bệnh để mà không lây cho con qua cái con đường mà như tôi nói, chứ không phải là lây qua sữa mẹ. Nghĩa là chúng ta vẫn phải duy trì cho con bú bằng sữa mẹ, thế nhưng mà chúng ta vẫn phải làm hoạt động song song với các biện pháp phòng tránh COVID-19 khác, ví dụ như là
đeo khẩu trang đúng không ạ, hay là tiếp xúc qua đường nước bọt hay gì đó đúng không ạ? Nghĩa là chúng ta vẫn quan trọng nhất về cái thông điệp 5K của Bộ Y tế đúng không ạ? Dạ vâng ạ. À, câu hỏi tiếp theo đó là nếu đã mắc COVID-19 thì phụ nữ cho con bú có cần tiêm vaccine COVID-19 nữa hay không ạ? Giờ cái việc mà mắc COVID-19 thì người ta khuyên rằng dạ, sau 6 tháng chúng ta mới tiêm cái vaccine. Dạ vâng. À, bởi vì rằng khi mắc xong thì các bạn biết rằng có kháng thể. Dạ. Và để mà tiêm vaccine có hiệu quả và cũng là cần thiết để cho phòng bệnh thì sau 6 tháng các bạn sẽ tiêm vaccine. Nghĩa là nếu như đã mắc COVID-19 thì dù là người thường hay là dù phụ nữ đang cho con bú thì cũng sau 6 tháng chúng ta mới nên tiêm vaccine COVID-19 đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Trước khi khép lại cuộc tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay thì ông có những lời khuyên hoặc cũng những lời động viên nào gửi tới cho các thai phụ trong giai đoạn mà dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra khá là phức tạp như thế này ạ? Như tôi cũng vừa nói thì nếu như mà cái người bình thường nhiễm COVID-19 thì cũng có những cái nguy hiểm rồi. Mà nếu như mà mang thai thì có những cái phức tạp hơn và có những cái nguy hiểm hơn. Thế nên ấy, là chúng tôi mong rằng chị em mang thai hãy giữ cho mình không nhiễm COVID-19 thì không ảnh hưởng tới thai nhi. Và để làm cái điều đó thì tất nhiên mình phải có những cái thận trọng hơn trong cái việc phòng bệnh, như là ví dụ như thực hiện tốt 5K, hoặc là trong cái thời gian thai kỳ đó chúng ta không nên đi tiếp xúc nhiều những cái nơi mà chúng ta thấy rằng nguy cơ, như là đi siêu thị rồi đi nhà hàng rồi, hoặc là tham gia những cái hoạt động mà không cần thiết, để chúng ta bảo vệ tốt nhất cho bản thân ta, cho bản thân thai kỳ. Và nếu như mà các bạn y tế người ta chỉ định tiêm vaccine thì các bạn hãy đi tiêm vaccine để phòng bệnh cho mẹ và cũng phòng bệnh cho con. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu ngày hôm nay vì những chia sẻ và những lời khuyên vô cùng là bổ ích dành cho thai phụ trong thời kỳ COVID-19. Và nếu như quý khách hàng có những thắc mắc gì thì cũng nhanh tay gửi về cho hòm thư của chúng tôi theo hướng dẫn ở trên màn hình. Và chủ đề thứ 3 của chúng ta sẽ là mẹ an toàn, con khỏe mạnh trong trạng thái bình thường mới. Chính vì vậy mà quý khách hàng đừng quên, chúng ta hãy đặt lịch để ghé vào fanpage của Thẩm mỹ viện Ngọc Dung đón xem chủ đề thứ 3 và giao lưu cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chủ đề thứ 3.